Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha R3 2009 lộ thiết kế mới tương tự như R6. Yamaha R3 2009, cái mẫu Sportbike tầm trung 321cc của nhà Yamaha, vừa bất ngờ lộ thiết kế thực tế trên tạp chí xe Nhật Bản. Như thông tin mà chúng tôi đã đưa trước đây, cái chiếc Yamaha R3 2009 đã bất ngờ xuất hiện những hình ảnh trên đường chạy thử. Rất nhiều hình ảnh cơm sẹp của R3 mới được tiết lộ, nhưng hình ảnh sáng nay được cho là đáng tin cậy nhất. Và giá của chiếc Yamaha R3 chính hãng bán ở Việt Nam 139 triệu đồng. Cách đây được vài tuần, Yamaha Indonesia đã bất ngờ tiết lộ những thông tin cực kỳ nóng, cho rằng cái chiếc Yamaha Isuzu R3 2009 sẽ không dừng lại thiết kế hiện tại. Sắp tới Yamaha sẽ công bố dự án thực hiện bấy lâu nay với cái mẫu là R3 2009 với thiết kế là hoàn toàn mới, động cơ mạnh mẽ hơn nhiều, đạt ở mức là 46 mã lực. Yamaha R3 2009 sẽ không phải là phiên bản bình mới rượu cũ. Yamaha đã biết lắng nghe thông tin từ khách hàng. Mẫu sẽ tới được ra mắt cái chiếc R3 2009 sẽ được trang bị cái động cơ với công suất tăng lên rất nhiều, 46 mã lực. Mẫu cũ chỉ có 41 mã lực. Đi kèm với những cái động cơ mạnh mẽ, thiết kế là hoàn toàn mới cũng được Yamaha áp dụng trên phiên bản là R3 2009. Với thiết kế như những hình ảnh đã đưa thì R3 2009 sẽ được hưởng những thiết kế tuyệt đẹp từ những người đàn anh như là chiếc Yamaha R1 hay là Yamaha R6. Và Yamaha Isuzu R3 2009 sẽ được trang bị những chi tiết cao cấp bao gồm phuộc trước upside-down của cây Yamaha, hệ thống phanh của Nissin Radio đi kèm ABS, hệ thống đèn full LED của bơm. Thiết kế mới đẹp, tính năng kỹ thuật cao sẽ là đầy hấp dẫn. Cảm ơn bạn dập này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.